Nói gì với con heo trước khi đập đi. Nhăn nhăn dữ thôi hả? Tâm heo chi, mục đích tâm heo. Để mua má xin tối cho bà ngoại. Rồi gì nữa? Mua đồng hồ. Ok. Đập rồi có nuôi nữa không? Rồi. Nhưng mà nhớ mua con giống vậy nữa nha. Nó chắc không có giống nhưng mà nó cũng tựa tựa vậy hả? Vậy thôi, mà màu khác nữa chứ đâu có thịt được. Chưa? Yeah. Hồng đi. Ờ. Nó mua tháng gì chết rồi, nó đập rồi, đập thiệt rồi. Cầm gì đập sao bể? Cái gì ấm lên hoài vậy? Được mấy năm rồi phải không? Rồi chết. Ủa sao nó nãy nói đập ống heo vui rồi mà, nay quyết định đập mà vui mà. Kì vậy? Ủa mày nói mấy năm rồi nữa? Ai biết? Hồi con còn nhớ xíu. Từ ngày con có tiền lì xì à. Lấy cây đập đá nện cái bể nát luôn. Đập đá đi giống như bóp nó đâu có miệng đâu vậy. Rồi rồi được rồi. Chưa không ra, thêm cái nữa mới được. Thêm cái nữa, gắt. Bà chó bể thằng hai á. Bà chó nó lật cái bụng. Tại vì mà con heo được miếng đầy vậy ta. Quá trời ơi, con heo của anh quá trời tiền luôn rồi. Đau đổ nó ra ra được nhiêu tiền. Trời ơi, dữ ơi, heo anh tiền lẻ, tiền trắng, có đủ hết rồi. Tiền lẻ là ăn cắp tiền mua cái gì bỏ vô vậy. Bây giờ có tiền đô nữa. Hồi nhỏ được người Mỹ tặng á. Vậy hả? Dính tiền nha. Ừ. Dạ. Ý, có tâm trăm nữa gì nè. Nào. Nè, có tên tâm trăm nữa nè. Ôi, có tên tâm trăm nữa rồi. Cái này hồi nhỏ mẹ chở con qua Mỹ. Của tao 500 nó nhét vô đường nào mà sao nó không có nó thẳng băng hả? Nè mấy này cũng thẳng băng hả? À. Rồi này mới băng mới được. Đó nó vô đường nào mà thẳng băng ta? Cái đó là hồi lúc con mới nhỏ luôn á. Ôi thì mới quá hả? Ờ thì mới hả? Biết tiền này ở đâu không? Mình biết tặng á. Mình biết thì xì á. Đi bán đồ. Bán đồ.